Xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình sẽ tiến hành làm một cái biến áp các bạn nhé, 12V 012. Thiết diện của nó là 36 các bạn nhé. Thì cái này mình quấn dây không. Các bạn, thì hiện tại là máy hàn thiếc mình đang có rất là nhiều rồi, hẳn một dãy luôn các bạn nhé. Đây các bạn, đây chính là sản phẩm bên mình làm ra thị trường. Thì mẫu này là 330W các bạn nhé. Giờ máy mình vừa thiết kế cái tem này cho có logo của kênh sáng tạo đây luôn các bạn nhé. Đó, shop mình gửi hàng là shop hạt điện cơ các bạn nhé. Đó, thì máy gia công rất là đẹp, vuông vắn các bạn nhé. Đó, đây các bạn ạ, đây là mẫu 330W, giá 350 các bạn nhé. Đây, đây là mẫu 400W đây bạn. Nó to hơn, nó nặng hơn các bạn. Máy rất là đẹp. Đây bạn, đó, các bạn nhìn thấy là thẩm mỹ của mình làm rất là ok đúng không? Thì trước khi mình gửi ấy, mình sẽ gạch cái mẫu 300W này đi, để lại 400W các bạn nhé. Đó. Đó, bên kia là máy sạc các thứ, các bạn lấy thì vui lòng liên hệ qua số Zalo các bạn nhé. .75. Đó, là vừa đẹp các bạn nhé. 0.80 vẫn ok nhưng mà nó sẽ kích ấy. Đến lúc mình ráp phê là nó sẽ kích các bạn nhé. Nó cho nên là mình cuốn lớp cách lớp mà, đâm ra là 0.75 là cũng rất là ok rồi các bạn nhé. Còn nếu mà chúng ta không cuốn lớp cách lớp ấy thì nó sẽ không bị vướng cái bìa nhiều, thì chúng ta có thể cuốn dây 0.80. Thế nhưng mà mình thì muốn cái máy nó bền và khỏe thì hãy cuốn lớp cách lớp các bạn nhé. Mỗi lượt một lượt của chúng ta lại lót một lượt giấy các bạn ạ, để tránh tình trạng nó bị phóng điện từ quận này sang quận kia các bạn. Chúng ta làm lót lớp cách lớp này thì nó sẽ rất là bền, và cái máy của mình ấy thì mình cuốn xong mình cũng sẽ ngâm sơn cách điện nhé. Lưu ý nếu mà chúng ta không quét sơn từ ban đầu này này thì chúng ta sẽ phải ngâm sơn nhé. Ngâm, lưu ý là chúng ta làm khuôn kỹ vào thì ngâm, phải ngâm khoảng tầm 30 phút đến 1 tiếng các bạn nhé, thì nó mới thẩm thấu được hết vào các cái kẽ dây. Đó, mình thì cái này mình sẽ ngâm khoảng 1 tiếng các bạn nhé, bởi vì con làm biến áp kích điện này thì nó cũng ấy. Ngâm xong rồi chúng ta phơi khô khô đi, trong chúng ta sấy các bạn nhé. Sấy thì nó sẽ làm cứng cái lớp sơn lại, và khi máy của chúng ta hoạt động nó cũng nóng lên nữa thì lúc đó nó cũng khô cứng, bó cứng lại nữa các bạn nhé. Nó sẽ rất là bền. Đó, tác dụng của sơn cách điện là nó như vậy các bạn nhé. Đâm ra là nhiều bác bảo là không cần sơn cách điện thì cái đó cũng được, nhưng mà khi chúng ta chạy ấy, nó sẽ rung dây, cựa dây và sẽ không tốt bằng chúng ta có ngâm sơn cách điện các bạn nhé. Người ta không, đương nhiên người ta lại không sản xuất ra mà mình lại không dùng đâu các bạn ạ. Nó có mục đích cả đấy các bạn. Đâm ra là các bạn khi người ta sản xuất ra thì mình cũng phải làm theo đúng quy trình của nhà người ta sản xuất và đề ra các bạn nhé, để cho nó một cách nó bền bỉ nhất các bạn ạ. Nó thì chúng ta cứ một lượt dây đồng và một lượt giấy như thế này các bạn nhé. Đó, thì cái biến áp này thì lâu lâu ai đặt thì mình mới làm, mình mới tranh thủ quay thôi, chứ mình cũng chả cuốn ra sẵn đâu các bạn ạ. Làm biến áp này thì biến áp kích điện đấy thì nó ít người nó đặt, và mỗi người nó đặt lại thông số một khác nhau và chạy một mạch khác nhau. Đâm ra là ai đặt loại nào ấy thì mình mới làm các bạn nhé. Các bạn làm thì vui lòng liên hệ qua số mình ghim trên màn hình các bạn nhé. Đó, và cái máy sạc thì cũng tương tự như này. Các bạn biết vì sao mình luôn luôn làm khuôn giấy không? Bởi vì khuôn giấy này ấy, nó sẽ rất là tốt các bạn nhé. Khuôn giấy này thì cái mức độ chịu nhiệt ấy, nó rất là cao các bạn ạ. Bởi vì chúng ta dùng khuôn nhựa hay là gọi là khuôn mủ đấy. Khuôn như trong miền Nam gọi là khuôn mủ đấy. À, cái này thì quấn là 319 vòng các bạn nhé. Là mình tính là 230V các bạn ạ. Đó, thì cái khuôn giấy này, nó rất là bền các bạn, và làm nó mất công hơn cái khuôn nhựa nhiều. Khuôn nhựa nó cũng rẻ không các bạn, có mười mấy nghìn một chiếc, còn cái khuôn mà 10x36 này nó đâu có 7-8 nghìn một cái thôi, nó rất là rẻ. Nhưng mình làm khuôn giấy này tính ra giá tiền ấy, thì nó sẽ phải rơi vào khoảng 20-30 nghìn một cái này đấy các bạn, khuôn giấy ấy, vì giấy nó cũng đắt mà, và mất công mình làm nó phải tính cả công ấy, thì nó cũng mất tầm khoảng 20-30 nghìn một cái khuôn này đấy. Nó sẽ tính ra là nó sẽ tốn hơn là mình mua cái khuôn nhựa.
Thế nhưng mà muốn một cái biến áp nó bền và nó khỏe thì các bạn phải chịu khó làm cái khuôn giấy các bạn. Khuôn giấy thì nó sẽ bền hơn và chịu nhiệt cao hơn, nó sẽ không bị chảy nhựa ra các bạn nhé. Đó, các bạn cứ để ý xem mua cái sạc ngoài thị trường ấy, người ta dùng cái loại khuôn nhựa ấy, nó chỉ dùng được một vài tháng là cái khuôn nhựa của chúng ta nó chảy ra các bạn nhé. Đó, đó là cái thực tế mà bất kỳ anh em thợ nào cũng vậy thôi. Khi anh em tháo một cái máy ra quấn lại thì đều thấy nó bị chảy nhựa cái khuôn ra các bạn nhé. Đó, đâm ra là mình luôn luôn sử dụng khuôn giấy thôi, nó sẽ bền hơn các bạn ạ. Đó, thì cái này mình quấn là 18 vòng các bạn nhé. 18 vòng là nó sẽ ra khoảng 13 V. Thì cái này là mình tính 13 V các bạn nhé. Thông thường trong những cái bộ kích điện ấy, thì mình sẽ lấy là khoảng 13 V. Bởi vì sao? Bởi vì nhiều nhiều bác ấy, ý là sau này các bạn không sử dụng kích nữa thì có thể sử dụng làm sạc ắc quy được luôn các bạn nhé. Và nếu mà chúng ta để 12 V thì những cái bộ biến áp như thế này làm sạc nó sẽ không hiệu quả và nó sẽ không đạt hiệu suất tối đa của cái biến áp này các bạn nhé. Bởi vì 12 V sạc nó rất khó vào. Bản thân cái ắc quy ấy, khi nó đầy điện ấy, là nó là 13 V các bạn nhé. Đó, đâm ra là mình sẽ quấn cái này là 13 V để cho nó sau này ví dụ như chúng ta sử dụng làm bộ nghịch lưu các bạn ạ. Có nghĩa là nó có chức năng sạc điện này và có chức năng kích điện ở trong một cái biến áp nguồn đối xứng 12 V này các bạn nhé. Đó. Đó là khi chúng ta muốn sử dụng bộ nghịch lưu thì bắt buộc phải quấn lên 13 V. Quấn 12 V cũng được nhưng mà sẽ sạc ắc quy nó sẽ rất là kém các bạn ạ. Đâm ra là các bạn phải sạc phải quấn lên 13 V các bạn nhé. Đó, thì sau này cái biến áp như thế này ấy, chúng ta có thể làm vừa làm sạc ắc quy vừa làm kích điện đấu nghịch lưu được luôn các bạn nhé. Thông thường những cái mạch mà người ta bán trên thị trường như hoặc là cái mạch của anh HT Pro ấy, mình mua về mình cũng có thể đấu được nghịch lưu các bạn nhé. Có nghĩa là nghịch lưu là thế nào? Là nó sẽ có chức năng sạc và chức năng kích điện ở trên cùng một chiếc máy. Các bạn đừng hiểu nhầm là khi nó vừa sạc lại vừa kích điện lại được vừa kích điện lại vừa sạc lại ắc quy được đâu nhé. Có nghĩa là khi chúng ta sử dụng kích điện thì gạt về chế độ kích điện và khi chúng ta sử dụng chức năng sạc thì chúng ta sẽ gạt về chế độ sạc, là nó sẽ có hai chế độ như vậy chứ không phải là nhiều bác lại cứ tưởng là nó lại vừa dùng kích xong rồi lại vừa sạc sang ắc quy thế là tuần hoàn. Đó, nó sẽ không có như vậy đâu. Còn cũng có rất là nhiều anh em nghiên cứu điện tuần hoàn nhưng mà nó phải mất thời gian nghiên cứu và rất là ít người thành công, cực kỳ hiếm luôn các bạn nhé. Đó, thì đây là sơn cách điện này, nó cái loại này là sơn trắng các bạn nhé. Đó, nó có loại sơn màu cánh gián đấy, nó là sơn đen các bạn, nhưng mà bây giờ hiếm lắm, chỗ mình không có nữa. Mình hỏi ở khắp cái đất Hà Nội rồi chả có nữa. Sơn đen bây giờ hình như người ta không ra nữa, người ta không sản xuất nữa. Sơn đó thì nhìn nó loãng hơn nhưng mà cái độ phủ dây đồng của nó lại tốt hơn các bạn nhé. Mà cái sơn đấy nó chịu nhiệt cao hơn cái sơn này rất là nhiều, mà nó không bị sùi sơn đó ấy. Sơn này thì hay nhiệt cao lên nó sẽ sùi và nó cứng. Nói chung là độ bám thì nó cũng như nhau nhưng mà sơn đen là tốt hơn, nhưng mà giờ không có nữa các bạn. Giờ toàn dùng sơn trắng thôi. Phe là phe 36 các bạn nhé. Đó, phe 36. Con này làm xong nó cực kỳ là nặng. Quên lúc là mình quay video xong mình không cân. Thì con này mình vừa làm xong là mình gửi đi luôn các bạn ạ. Đó. Thật ra là giờ muốn quay lại cái đoạn cân thì cũng không cân được. Nó nặng vào đâu cũng rất là nặng đấy. Mình cũng không nhớ nhưng mà hình như nó phải rơi vào khoảng 6-7 cân. Bởi vì khi gói hàng xong nó cũng nặng vào 8 cân rồi bạn. Đó, cái này thì mình sẽ ráp y nhé. Và các bạn tối thiểu là làm inverter kích điện ấy, thì các bạn phải ráp hai lá thôi bạn nhé. Hai lá hoặc ba lá. Nếu mà phe cũ thì chỉ được hai lá. Và phe cũ cong vênh nhiều ấy, thì chỉ ráp một lá thôi các bạn nhé. Phe mới thì chúng ta ráp hai, ba lá đều được, ok. Nó sẽ rất là êm. Máy nó sẽ không bị kêu khi hoạt động đâu các bạn ạ. Đó, và
mình máy mình ráp ấy là sẽ không bao giờ có một tiếng kêu gì luôn các bạn nhé. Đâm ra nhiều bạn mua cái máy của mình về bảo sao nó không có một tiếng kêu gì. Đó là cái kỹ thuật mình làm và cái mình sử dụng phe nó là phe mới. Nó phẳng, nó không bị kênh vong cong vênh và mình không bị vênh những cái bụi lên thì là nó sẽ rất là êm các bạn nhé. Đó, bây giờ mình sẽ tiến hành cạo và đấu một cái mạch kích điện vào để chạy thử các bạn nhé. Đó, thì điện áp đầu ra là mình đo là được 13V các bạn nhé. Đây. Đó. Mình sẽ sử dụng cái mạch kích điện này. Mình sử dụng 4 con D718 nhé. Cái mạch này công suất nó khá là thấp thôi. Anh em có mạch xịn ấy, như mạch anh HT Pro ấy, thì mạch đó sử dụng nó rất là khỏe luôn đối với cái biến áp này. Kéo máy mài vô tư các bạn nhé. Lát nữa mình sẽ kéo luôn cái máy mài thử xem nó có quay được không ạ. Đối với con 4 con D718 rất là nhỏ mỏng manh thôi. Các bạn biết đấy, công suất của D718 nó rất là nhỏ và nó không hề mạnh thế nào. Bây giờ mạch kích điện chúng ta muốn sử dụng nó khỏe và nó mát thì hãy sử dụng những mạch nó chạy MOSFET các bạn nhé. Đó, thì nó sẽ rất là khỏe. Thì mình cũng có làm video rất là nhiều rồi, hướng dẫn làm biến áp rồi là làm mạch kích điện các thứ rất là nhiều. Đó, bây giờ mình sẽ tiến hành mình hàn ra đường 220V. Thì cái đường 220V này khi bạn đó về bắt vào hộp ấy, thì lát nữa mình sẽ khoan một cái lỗ mình luồn xuống dưới và vòng lên. Đó. Thì dây mình để dài chút như này để cho các bạn đó về đấu nối cho nó dễ. Mình sẽ kéo 4 cái bóng 100W các bạn nhé. Là 400W các bạn ạ. Kéo thử các bạn ạ. Kéo thử gần này bóng xem nó thế nào. 400W các bạn nhé. Sợi đốt. Loại bóng này ăn nặng điện cực kỳ luôn các bạn ạ. Nó không như bóng LED đâu bạn. Đó. Sáng ok các bạn nhé. Do mình đang sử dụng cái dàn bóng LED ở trên đấy các bạn nhìn nó phản chiếu ấy. Nó sáng lắm, cái dàn LED này của mình để mình quay video chỗ này mà. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành cấp vào acquy to này đi. Đó, chạy bóng LED nha. Nó rất là ok. Đây con máy mài Makita 95 con 9556 đấy. Hôm trước vừa làm video phục hồi nó đấy các bạn. Thay vỏ đấy. Là con này đây các bạn. Sử dụng ok lắm, êm lắm. Rồi chạy đó. Máy chạy rất là vút, rất là ok các bạn nha. Rồi. Sau đây là những cái video mà sau đây là những cái sản phẩm của kênh sáng tạo. Các bạn mua cái nào thì có thể ủng hộ kênh sáng tạo nhé các bạn nhé. Xin chào mọi người. Chúc mọi người vui đeo vui vẻ. Đó các bạn. Thì hiện tại là máy hàn thiếc mình đang có rất là nhiều rồi. Hẳn một dãy luôn các bạn nhé. Đây các bạn. Đây chính là sản phẩm bên mình làm ra thị trường. Thì mẫu này là 330W các bạn nhé. Giờ máy mình vừa thiết kế cái tem này cho có logo của kênh sáng tạo đây luôn các bạn nhé. Đó. Shop mình gửi hàng là shop hoạt điện cơ các bạn nhé. Đó. Thì máy gia công rất là đẹp vuông vắn các bạn nhé. Đó, đây các bạn ạ. Đây là mẫu 330W, giá 350 các bạn nhé. Đây, đây là mẫu 400W đấy các bạn. Nó to hơn. Nó nặng hơn các bạn. Máy rất là đẹp. Đây các bạn, đó, các bạn nhìn thấy là thẩm mỹ của mình làm rất là ok đúng không? Thì trước khi mình gửi ấy, mình sẽ gạch cái mẫu 300W này đi, để lại 400W các bạn nhé. Đó. Đó, bên kia là máy sạc các thứ, các bạn lấy thì vui lòng liên hệ qua số Zalo các bạn nhé.